shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ra ngoài đi, đúng rồi. Ra ngoài đi bạn ơi, đúng rồi bạn ơi. Ui, đậu xanh. Một đứa ấm tay này. Ui, một đứa ấm tay, một đứa xây anh, đau cả mắt em ạ. Anh hết đạn rồi. Em ơi, qua đây cứu anh, còn một đứa ở trong nhà đây em. 285. Thật đấy, không có đồ đâu em ơi. Nó tay không thôi. Bọn này chơi hợp tác giết anh em ạ, một đứa không có đồ. Một đứa có đồ thì cầm MP40. Anh vào đây em bơm máu cho. Anh có máu rồi. Súng điện hả? Đây đây, bắn em. Ok các bạn ạ, đỡ tổn máu. Xài hàng chùa anh em ạ. Ok ra ba rồi. Ủa nữa hả đâu? Đây số 20. Thằng này lên bản đánh số nhá. Ui phía trên em ơi. Phía trên có một đứa nhá, xong bom keo em ơi. Em ơi, anh hết đạn rồi. Anh đấm tay được thôi. Ok ngon. Ủa mấy đã con người nhá. Ui ghê vậy. Phía sau mình cũng có người đấy em ạ. Pha này chỗ nào cũng có người. Nó lại càng quá nhỉ, đây anh lẫm nốt khẩu súng điện. Sao em ơi? Đây. Đấy thi nhau xài súng điện đỡ tổn máu anh em ạ. Đây, có đang số 2 đấy. Còn 3 viên. Mình đổi qua cái khẩu MP5 này anh em ạ, 30 viên nhá. Ui. Để cho anh coi. Thế bảo ở phía hông này, cái phía hình như là 210 có người em ạ. Chỗ này hết đạn rồi. Ngay chỗ cái nhà đấy đi em. Nãy thấy nó cắn trộm mình. Thôi mình qua phía trên trước đi. Căn nhà lớn đấy em. Đã từ 1 nhà em đã lên từ 2 đấy. Ôi đậu xanh, từ 2 có một đứa nha. Cú rồi hả? Thế từ từ để anh qua. Ui ui. Nhà này có 2 team thì phải em ạ, một đứa tầng 1, một đứa tầng 2 nhá. Đang trong nhà rồi em. Hai đứa chung một team với nhau đấy. Nó chưa tầng 2 cả em ạ. Anh không có lựu đạn. Để anh quần máu full đã. Chờ anh xíu đây đây. Quần máu đã. Ok đây. Sao em? Đây đây, nó đứng ngay ngoài cửa này. Em công lên phát, anh công lên luôn nhá. Ok em, anh thấy rồi. Hai đứa nhá, hình như một đứa cầm bên trái nữa. Ui được. Em ơi. Nó xài cái gì vậy? Có mìn đã em ơi. Một bên hông này. Đậu xanh này mình chạy đi em ơi. Nó chạy này em ơi. Một thằng bạn chạy nhá. À cẩn thận nó lên. Đây em ơi, đây em ơi, phía này, phía này. Ok lên bản điểm số này. Xong. Mình có máu có đã anh em ơi. Làm quả lúc mình đã định lên nó câu mìn xuống. Cả lời thật. Quả hai đứa nhìn nó ở cái cầu thang. Anh có 33 cho anh ơi. 33 hả? Anh có rồi. Mũ sát 33 có rồi em ạ. Có 179 không có đạn. À đây. Có đạn em, hình như có mỗi một viên này hả? Đúng không? An toàn. Chẳng may thì lại bơm giải nữa thôi. Thì các bạn ơi. Ui giờ lên cái đầu nha em. À từ anh qua cái chỗ này coi xem còn nướng giáp không. Thấy giáp ba hơi nát. Thích nghe anh sĩ kẹo bình luận quá. Thích em nha. Các bạn đang xem like nhớ chia sẻ livestream ủng hộ kẹo nhá. Thích yêu mọi người. À còn nướng giáp này em ơi. Ngon lành. Anh ra mấy rồi? Anh ra 3 rồi. Hơi nát tí. Bây giờ lên giáp 4 này. Ok. Nó lại hợp lý quá. Bây giờ có mìn ạ. Từ em anh lượm thêm ít đạn từ liên cái. Ok ok đi. Lấy cái đầu nha em. Giờ đi không biết nhà đạn sơn găn làm cái gì cái chứ nhỉ. Vứt đi em. À anh có đạn sơn găn này nhưng mà đâu xài đâu.
không xài thì vứt đi cho rộng ba lô thôi em. Máu anh. Máu à? Máu nhiều lắm, 7 túi cơ, thoải mái. Bên em 2 bình. Này này. Đây em. Sao lại xem có tăng giáp không nhỉ? Tăng giáp không còn đâu mày, bên đấy không còn. Thì qua bên này coi này. Còn bên này may thì còn tăng giáp này em này. Bên này còn một chỗ nữa có tăng giáp. À thế anh qua lấy xe nữa. Thank you Đức An đã gửi quà tặng nhá. Thank you bạn. Chúc bạn có một cái buổi tối xem live vui vẻ nhá. Có xe chạy rồi các bạn ạ. Rồi thank you AFK Duyên nha. Đây đây em. Quên chưa phanh. Bây giờ cái nào mới cho kiểu kỹ năng đâm đường đột. Sao em ngày trước là đâm được mà bữa nay đâu đâm được đâu. Anh nhớ là cái phiên bản mãi open beta 3 4 gì đấy. À, em ơi. Nhà gà. Okay. Nhà gà nha em ơi. À đâu? Bên dưới em ạ. Không phải nhà gà, đậu xanh này. Đậu xanh này em ơi. Úi dồi ôi này. Úi dồi ôi, chạy đi em ơi. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Một đứa nhà gà nữa nha em ơi. Không hàng rào anh em. Chỗ nào vậy, hàng rào á? Đâu? Hàng rào không bao nhiêu? Anh có 2 bông keo này. Hạ rồi hả? Ngon. Ủa này nó ra tận phía tảng đá rồi. Ok các bạn, thằng này có rất nhiều đạn súng tiểu liên nhá. Xin nha các bạn, đây lượm mà lại cái ống nhiệt này. Mình cũng sẽ nó sao em. Ủa thính đâu rồi ta? Giảm thanh đây không có đâu em, đưa em. Không thấy em ạ. Ok. Mày vứt hả? Đi. Thế quay lại cho tầng kia phát. Để xem loot thêm sứ đồ em ạ. Em chuẩn bị bắn tường sâu dưới cái nhà kia rồi. Anh cũng tưởng ở trong nhà gà nhưng không phải. Đúng ngay chỗ này thôi à? Luôn luôn ạ. Ủa mà sao anh thấy là có mấy đứa kiểu như là lúc nó gần chết nó... Nó dựng cho mình quả mìn em ạ. Ai thấy mấy đứa xong nó gần chết rồi nó còn dựng được nhỉ? Thế hơi lạ. Để gần nó xong kiểu mấy thằng kia à. Thì đi xa luôn. À đù. Thông minh. Trời ơi, nặng lắm. Đâu em, nó để ngay hỏng sắc của nó cơ. Thế mới ghê em ạ. Kiểu như là biết mình sắp chết cầm sẵn mìn em ạ. Hả? Sao em? Hai thằng trên nhà chúa em. Em kiểu em biết là không ăn được chúng nó ấy. Vứt ngay quả bom ra gần chỗ em. Tí sau nó giết em, nó ta lút đồ chết luôn. Dễ đâu. Thế anh thấy mấy đứa cũng toàn thế mà. 210 nha em. Anh qua chỗ thính phát. Nhà anh ở Hà Nội nha em ơi. Anh bỏ rơi fan kia đâu có bỏ rơi đâu em. Có xe nha em, nó vừa qua tận thính này. Đậu xanh này. Wait, anh tính cắt sọ nhưng không được em ơi. Xuống xe bạn ơi. Úi dồi ôi, bom keo này. Lên bảng điểm số nhé bạn. Ủa sao một cái thính rơi gần vậy? Ui. Tí nữa xe nổ vào người em ạ. Quên mất không để ý cái sĩ đang bắn. À sao em để ý gì? Em lỡ KS của anh. Đâu xa đâu em. Đậu xanh. Tưởng gì. Ở đây có một cái mà 219 này. Anh vừa xem là có một cái thính mới giữa bên cạnh này. Ui. Khu này làm thính vậy ta? Chắc quả này lượm được gấu da em ạ. Lúc nãy thính 219. Gấu da này. Bên trên em ơi. Nó đang chạy qua này, hai đứa thì phải à? Đậu xe này một đứa xuống trước này. Hạ nó trước em ơi. Hạ nó trước nha em ơi. Một đứa ngay phía sau nhá. Đậu xe này em ơi. Một đứa sau thính nha em. Đây đây. Chờ anh xíu, anh đang hết máu rồi. Phần này hơi căng em ạ. Tên còn máu phát. Boom. Nó dựng một keo cơ.
sau lưng em. Làm gì có đội anh vậy? Sau lưng em ơi. Nó dựng một cái em. Thằng này, sống thế nào được? Đây, anh vừa lượm được cái khẩu súng điện này anh bắn cho. Cứ lượm đồ đi em. Căn bản có 80 món rồi thương máu, không phá bơm. Sao em, anh đã còn tận 5 bình máu này. Máu chất này thì thoải mái. Ở đây mình lượm lại cái scope 1x nha các bạn ơi. Hả sao em? Anh cũng đang nhiều lắm, thấy cả 7 bộ keo nữa. Ơ nhưng mà cho nó ship xe miễn phí cho mình đi nè em này. Có xe ngon chạy nè em ơi. Nó lại hợp lý này. Vừa lượm được thêm đủ vòng 3 hả? Ok ngon. Đi em ơi. Chào tất cả mọi người nhá. 6 thằng mình cứ lượn quay mấy khu này là kill thôi. À phía trên em ơi. Sau tảng đá là ok. À thế rồi. Ui, hai đứa, một đứa chạy xuống này. Hẳn là chạy xuống cả. Có vẻ ca đấy nhỉ. Ui. Có vẻ hơi ca này. Đậu xanh này bạn ơi. Ui, đậu xanh này bạn ơi. Đấy, quần máu phát. Nó đang chạy kìa em ơi. Quất luôn đồng bài anh em ạ. Sấy cho mạnh. Sấy cho mạnh nhá. Ui, em ơi. Cao vãi trưởng. Đây, cứu anh cứu. Ở đây. Trang bị nòng súng và bắn cho ra em ơi. Mình lấy xe chạy một vòng ok mà. Ủa nữa hả? Đây. Ngon lành. Quá đây em, cuốn full đi. Ủa nó phá xe mình này. Bọn này chơi hay đấy nhỉ. Ok ok. Ngay chỗ hàng rào hướng 15 độ nhá. Đậu xe này. Ui. Ui bọn này xí kinh lắm em ạ. Đứng gọi lại đi em, có hai đứa mà đứng sau tảng đá là ok. Ui bê. Nó chạy bên hông này. Ôi một team nữa hả? Vâng. Ghê vậy. Thế hơi gắt rồi em ạ. Một team đã để vào à? Tôi anh quân máu full nữa. À đâu, team nói mày, một đứa để bên trái, một đứa để bên phải nhá. Một đứa để bên trái, một đứa để bên phải nhá. Đậu xanh nè bạn ơi. Đậu xanh nè em ơi, ok note nhá. Đây anh cứu. Nó có một đứa thôi em ơi. Dựng bông keo này, rồi nhá. Đậu xanh này, chạy đi em ơi, ngon lành. Anh dẫn thấy máu phát. Ok, chạy thôi. Em biết rồi, anh có một túi máu này. Ngon lành. Dựng bông keo còn máu đây em ơi. Phía sau chắc không còn ai đâu. Phá nãy hơi căng. Giờ có một thằng cuối thì anh em ơi, đơn giản. Thằng cuối đấy anh em mà không được top 1 hơi phí. Ui đã bị hại vì bo luôn. Trời đụ. Ui giời ơi. Top 1 như này ai chơi nữa hả anh em. Trời. Nó lại tuyệt vời quá nhỉ. Ui giời ơi. Một đống mìn các kiểu này. Ăn mừng hả. Câu liệu ăn mừng một mớ này. Ngon lành anh em ơi. Lại top 1 nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.